Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Bán hàng Online của em ạ. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến các bác về ba cái mẫu loa nhé. Đấy, thì hôm nay cũng rất chi là tình cờ thôi. Hàng thì cháy một thời gian rất chi là dài không có hàng các bạn. Đấy, hôm nay em dọn kho thì lại nhìn thấy ba cái loa. Thì em bán bây giờ em đăng video để bán cho các bác nhé. Đấy, vì trong thời gian vừa rồi rất chi là nhiều bác hỏi loa mà em thì hàng thì hết. Đấy, đây là mấy cái này là em tìm thấy ở trong kho các bác nhé. Đấy, loa là loa mới 100% nhé. Chẳng qua là em kho thì mình cứ vứt xó này xó kia không để ý. Đấy, đây hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em về một cái mẫu loa. Đây, con này là con E388 các bác nhé. Đấy, E388 đời mới nhất 2022 nhé. Con này thì là loa bị mất điều khiển, em thanh lý cho các bác 300 nhé, 3 ship. Chỉ có 300.000 thôi nhé. Cái giá này thì là em bán đang bán lỗ các bác. Đấy, thực tế là em nhập vào giá nó còn cao hơn như thế này cơ. Đấy, bán cho các bác 300 nhé. Loa ZE388B các bác nhé. Đấy, cái mẫu này thân loa đứng nhé. Chất lượng âm thanh thì khá là to, pin bền khủng khiếp các bạn. Đấy, đây em mở lên cho các bác xem, loa vẫn ok con dê nhé. Đấy, rất chi là hay. Đấy, đây là mẫu loa E388 các bác nhé. Đấy, con này thì em thanh lý cho các bác chỉ có 300.000 thôi nhé, đã bao gồm cả cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em, phụ kiện đầy đủ, mỗi tội là thiếu cái điều khiển thì thanh lý cho các bác nhé. Đây, túi này, sạc này, mic nhé, đầy đủ. Anh em mua về thì anh em kiểm tra trước khi nhận nhé. 300.000. Cái này thì 300.000 chưa bao gồm thẻ nhớ đâu các bác nhé, mỗi loa và phụ kiện theo loa. Đấy, ship về đến tận nhà cho anh em. Đấy, con này thanh lý cho các bác 300.000 nhé. Anh em nào có nhu cầu mua thì có thể gọi điện trực tiếp đến ba đầu số của shop nhé, để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác. Đấy, con này thì các bác nào mình mua về nghe nhạc hoặc mình đánh chim chơi chơi rất chi là ok nhé, chỉ có 300. Đấy, tiếp theo giới thiệu đến anh em hai con loa thuộc dòng loa huyền thoại nhé. Đầu tiên giới thiệu đến anh em cái dòng loa US898 nhé. Đấy, vì số lượng em tìm thấy nó chỉ có 2-3 cái thôi, các bác nào nhanh tay thì còn nhé. Đấy, thì cái này em biết là hàng thì em chỉ có 3 cái, các bác nào mua đầu tiên thì là mình được, còn các bác nào mua thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm em bán hết rồi, các bác thông cảm nhé. Vì thực tế rất chi là nhiều anh em mà bảo là hàng không có, câu like câu view nọ kia. Đấy, vì em phải nói chân thành các bác một câu là chỉ có 3 cái loa thì chỉ được bán được 3 cho 3 bác thôi. Ví dụ có 30 bác thì em bán cho 3 bác đầu tiên thì những cái bác ở đến sau thì em bán mất rồi thì các bạn phải thông cảm nhé. Đấy, em thì cũng muốn có nhiều hàng để phục vụ các bác anh em mùa săn bẫy 2022 nhé. Đây, con này là đời 2020 các bác nhé. Đấy, hàng em vứt ở trong kho, nó tồn rất chi là lâu rồi, bây giờ em mới dọn kho mới nhìn thấy. Đấy, vì hàng mỗi lần về số lượng rất chi là nhiều nha các bác. Đấy, đây con này khi mình mở lên nó sẽ hiện hiện bao như này các bác nhé. Các bác ấn khởi động cái là chạy luôn. Đấy, đấy các bác thấy âm thanh hay chưa. Đấy, chuyển bài các kiểu trên đài điều các bác nhé. Đấy, đây con loa này là loa US898 nhé, đời 2020. Cái này là em dọn kho, các bác nào muốn mua con loa này các bác gọi điện em ơi bán cho một con loa US898 hàng tồn của năm 2020, em có duy nhất một cái các bác nhé. Đấy, con này thì giá hiện tại bên em đang bán hơn 400, gần 500 nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì hãy gọi điện luôn, vì hàng số lượng cũng chỉ có vài cái thôi. Đấy, chứ không có nhiều các bác. Đấy, tiếp theo đây giới thiệu anh em cái mẫu loa thứ hai. Đây là con Q001 các bác. Con Q001 này chất lượng âm thanh khá là hay đây. Điều đặc biệt là điều khiển tắt mở trên điều khiển nhé các bác nhé. Đấy, con này là anh em rất chi là nhiều anh em hỏi mua, nhưng mà trên thị trường cái dòng này nó không ra nữa các bác. Đây, một con loa mới cứng đời 2022 các bác nhé. Đấy, đây em mở lên cho các bác cùng nghe nhé. Sau đó em giới thiệu cho các bác về con này, xong em sẽ báo giá cho các bác luôn. Đấy, loa thì rất chi là mới xịn sò nhé. Đây, các bác mở lên thì là nó sẽ chưa kêu đúng không? Đây, cái này là đang ở chế độ tạm dừng nhé. Các bác ấn play này. Đấy, kêu luôn này. Đấy, các bác thấy tiếng hay chưa? Con này âm thanh thì trước như nó cất luôn các bác. Đấy, giá thì giá sinh viên các bác nhé. Đấy, con này là... Đấy, các bác nghe thử chất lượng âm thanh thì không chê vào đâu được các bạn. Đấy, con này Q001 này hiện tại đang được bên em bán với giá trên 500 một chút các bác nhé, đã bao gồm cước phí vận chuyển về nhà cho anh em, mà giá công khai cho các bác là 520.000 nhé, 520.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Nếu anh em mua thêm những cái thẻ nhớ này, thẻ nhớ 4GB 80.000 nữa các bác nhé. Đấy, thì một cái video rất chi là ngắn thôi, em
giới thiệu cho bác về một cái dòng loa thanh lý và hai cái dòng loa mới nhé. Các bác nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì gọi điện ngay đến ba đầu số của shop nhé. Em cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau.